Rồi, Tấn Cường Vlog, bạn người chăn nuôi, rồi là chào đến tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay mình làm video xem bò, mua bán bò, báo giá công khai nha anh em. Mình làm video ở Trà Ôn, Vĩnh Long, ấp Tích Khánh, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Mình đến chuồng bò của anh Linh nha. Anh Linh cần bán con cặp 3B chứ pháp sừng tơ nha anh em, khoảng 18-19 tháng tuổi, đã lên giống lần đầu, và một con nhé 7 tháng. Rồi mình sẽ vô chuồng quay cận cảnh và báo giá chi tiết cho các anh em cùng xem nha. Đây đó, con đầu tiên nha anh em, con 3B rất là cao bò, con này 1,2 lẻ nha anh em. Có móng sò nè, chân cẳng bự rất to, thịt mấy nền đây nha. Quay xa quay gần cho các anh mình xem. Cao bò nha anh em, 1,2 lẻ. Đây một pháp nè, đồng trạng nha, cặp này nha anh em. Anh Linh vô bán cặp này nha. Con này có 1,3 rồi nha anh em. Con này trên 19 tháng luôn rồi. Chân rất là to. Đó, cái đầu đó, sừng rất là dài nha, to nha anh em. 19 tháng trở lên. Cao 1,3 bò trở lên nha anh em, rất là cao. Rồi cặp này thì anh Linh kêu là 55 triệu nha anh em. Đó, anh em nào mua cặp này giá vẫn còn thương lượng thì share cho anh em nha. Đó, rất là đẹp bò, đồng trạng luôn nha. Cặp này 55 triệu. Đó. Rồi quay qua con ghé này cho các anh em cùng xem. Con ghé là 1,1 lẻ, 7 tháng bò nha anh em. Cái đó, chừng nữa. Rồi con ghé này là anh Linh kêu là 16 triệu nha anh em. À, 7 tháng bò rồi, 16 triệu. Đó, quay sơ lược cho các đại cùng xem. Cấp bò rất là cao nha. Rồi anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp anh Linh nha. Ấp Tích Khánh, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long nha anh em. Rồi ai có bò muốn quay bán thì liên hệ số điện thoại của mình là 0979 651 243, gặp trực tiếp mình để trao đổi nha anh em. Nhận quay bò tất cả các tỉnh trong khu vực miền Tây nha anh em, các chạy các chuồng.
anh em nào có yêu quý kênh hãy đăng ký kênh theo dõi, mua được những con bò giá mềm giá yêu thương nha anh em. Rồi thì video mình ở đây là kết thúc, xin chào hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những video tiếp theo nha. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em.